hello xin chào các bạn chào mừng các bạn quay lại với kênh Trai TV chúng ta tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về GitHub các bạn nhé thì trong video clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta tạo ra một cái pull request ở trên GitHub nha à, thật ra pull request thì các bạn có thể làm việc ở trên Git à, thì nhưng mà vì trong cái chuỗi bài này thì mình sẽ không có nói sâu về cái phần pull request ở trên Git nhưng mà các bạn cũng có thể tự tìm hiểu mình sẽ để cái đường link ở đây các bạn có thể vào cái đường link này để các bạn tự đọc có thêm về cái uh, Git Request Pool và ở trên đây thì nó cũng có hướng dẫn cho chúng ta đầy đủ những cái câu lệnh liên quan tới cái thằng là làm sao để các bạn tạo ra được một cái Request Pool thì thật ra nếu mà các bạn đi làm thực tế trong công ty á thì tùy theo cái server của bạn tùy theo cái, uh, cái, cái 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 team cái nhóm của các bạn làm việc như thế nào thì các bạn sẽ có cái quy cách để các bạn làm việc nó nó khác nhau một chút à, còn bây giờ thì chúng ta đang tìm hiểu về cái thằng GitHub tại vì à, chúng ta sử dụng cái thằng này nó miễn phí và chúng ta coi nó là một cái remote uh, sen, uh, remote uh, repository để chúng ta làm việc thì bây giờ cái cách mà tạo pull request ở trên GitHub như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thì quay lại một chút xíu hôm trước đó, các bạn hôm trước là chúng ta chúng ta đã dừng lại ở chỗ là cái video ngày hôm trước à, nếu mà bạn nào chưa làm thì các bạn làm giúp mình cái video đó nha. đó là à, làm sao để chúng ta có thể fork một cái dự án của người khác về à, trên cái à, tài khoản github của chúng ta và sau đó chúng ta có thể cập nhật thông tin của, của những cái gì mà họ vừa tạo ra những cái gì mà họ thêm mới hay là những cái gì mà họ chỉnh sửa về ở trên cái repo local của chúng ta nhưng bây giờ một cái câu chuyện ngược lại đó là giả sử như chúng ta có cái sự thay đổi ha, đây mình sẽ cho các bạn xem cái, cái bài hôm trước là chúng ta đã làm thì chúng ta đã kết nối được à, kết nối được thứ nhất đây là cái local, uh, local repo của chúng ta đúng không? À, chúng ta sẽ kết nối tới cái thằng này. đây là cái tài khoản GitHub của mình. còn đây là cái tài khoản GitHub của người khác và mình đã fork cái dự án của họ về để mình tiếp tục mình làm việc đúng không? thì uh, các bạn uh, các bạn vào bên trong cái thư mục này. đây đây là cái thư mục mà mình đã làm việc. thì đây là tất cả những cái file mà mình đang có. ví dụ như bây giờ mình tạo ra một cái file mới đi. giả sử mình tạo ra một cái file mới ở đây. cái file này nó có tên đó là À, à, đóng góp đóng góp mới tức là bây giờ chúng ta muốn đóng góp ngược cho dự án đó các bạn tức à, là các bạn muốn à, thay đổi cái nội dung code của mình rồi bây giờ các bạn muốn cái người dùng à, cái người dùng ban đầu đó, họ sẽ họ sẽ giúp cho chúng ta có thể là um, ví dụ nha đây là cái tài khoản của titv đúng không thì đây là cái tài khoản mà à, cái tài khoản gốc nè, cái tài khoản root nè, đây là cái dự án của mình nè, các bạn thấy không ạ? Thì bây giờ đứng từ cái phía là Lê Nhật Tùng, Lê Nhật Tùng, thì làm sao để mà mình có thể, làm sao để mà mình có thể là đóng góp cho cái tài khoản gốc này, thì mình sẽ tạo ra một cái pull request, tức là các bạn hoàn toàn có thể thêm, bớt, chỉnh sửa cái gì đó trong cái dự án của bạn ở đây, rồi bạn có thể, yêu cầu cái tài khoản gốc họ sẽ giúp chúng ta là à, họ sẽ giúp chúng ta là cập nhật lại đó. thì bây giờ nhé bây giờ đứng ở cái tài khoản là cái người mà chúng ta đã phát về á, để mình tìm xem có có một cái cái nào cái nào mình đã có sẵn để mình đăng nhập ở bên đây đi rồi mình sẽ kéo qua GitHub nhé ok đây là cái tài khoản của mình đây là tài khoản của mình nhé À, thì mình hồi nãy là mình có phát một cái dự án của người khác về thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng đó là đâu rồi để mình xem đây là cái bài tập đúng không TITV bài tập số 1 đây nè các các bạn các, các bạn thấy không đó. các bạn thấy không đó thì đây là cái dự án của mình Thế thì bây giờ mình à, hồi nãy là mình mới vừa tạo thêm một cái file mới đúng không các bạn thì mình có thể git add nhé mình git add cái file của mình rồi sau đó mình sẽ git commit à, trừ mà đây là cái đóng góp mới, rồi mình enter, sau đó mình push lên, mình push lên thì đây là các bạn sẽ thấy ở trên cái tài khoản lên Như Tùng của mình cái file, đây là cái 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 cái, cái mà mình đã, mình đã mình đã mình đã fork về từ từ cái tài khoản là TITV. Bây giờ mình refresh ở đây các bạn sẽ thấy, chúng ta sẽ có cái file là cái file đóng góp mới .txt nè Nhưng mà bây giờ á, làm sao để mà mình cái đóng góp của mình á, nó được à, nó được cái bạn mà cái tài khoản gốc á họ cập nhật vào thì lúc này mình sẽ phải tạo một cái pull request thì giống như là các bạn đi làm việc ở trong công ty đúng không? Sẽ có một cái người admin nào đó họ quản lý toàn bộ cái dự án đó. Rồi sau đó các bạn có thể fork về các bạn làm việc ở trên cái cái máy tính của các bạn. Các bạn có thể làm việc trên máy tính của các bạn sau khi các bạn code xong, các bạn thêm, các bạn chỉnh sửa gì đó thì các bạn muốn là cập nhật cái code của các bạn lên trên cái dự án gốc thì bây giờ lúc đó là các bạn phải tạo ra một cái gọi là cái pull request Pull request nhé. Thì bây giờ để mà tạo ra một cái pull request nó rất là dễ thôi. À, với thằng GitHub thì nó rất là dễ ha. Ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nè, chúng ta vào cái menu pull request ở đây, các bạn thấy không? Thì ở đây chúng ta có thể, tức là đây là cái repository mà mình đã, mình đã fork về từ từ cái dự án gốc đúng không? Thì chúng ta có thể click chuột vào cái nút này luôn. Các bạn click vào cái nút là New Pull Request nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ thấy nè, đây là cái Page repository. À, đây là cái pay repository được chưa? đó rồi bây giờ đây là cái hit của chúng ta và chúng ta sẽ chúng ta sẽ, chúng chúng ta sẽ pull từ cái tài khoản là Lê Nhật Tùng à đây nè chúng ta sẽ đẩy cái thằng này lên trên cái thằng à, à, TITV này TITV bài tập 1 này đó và các bạn muốn đẩy cái nhánh nào giả sử các bạn có nhiều nhánh thì các bạn có thể chọn ở đây Đúng không ví dụ như là mình đẩy từ cái nhánh main của cái tài khoản là bài tập 1 này lên trên cái thằng à, TV tức là mình muốn những cái gì thay đổi của mình á, những cái đóng góp mới của mình nè, những cái file hello của mình nè, nó sẽ được đưa lên trên cái cái repo gốc thì mình sẽ tạo, mình sẽ chọn như thế này. Rồi sau đó mình sẽ nhấn cái nút là create pull request ở đây. Các bạn thấy nha. Nhưng mà khi các bạn nhấn cái nút này á, nó rất là dễ xảy ra cái tình trạng là bị đụng độ. Khi mà bị đụng độ conflict á, thì các bạn phải xử lý cái đụng độ đó trước thì rồi sau đó các bạn mới làm việc tiếp được ví dụ ha ở đây ha là ví dụ như là à, lê nhật tùng à, à, đóng góp à, ví dụ như vậy đó tùy các bạn ha rồi sau đó các bạn có thể ghi bất kỳ một cái nội dung bla bla gì đó ở đây tùy các bạn ha rồi sau đó mình sẽ create pull request thì sau khi mà các bạn create pull request xong nếu như mà các bạn thấy nó conflict thì nó sẽ báo lỗi ở đây còn nếu như mà nó không có bị đụng độ thì các bạn sẽ thấy nó báo màu xanh lá cây. Các bạn hiểu kịp không ạ? Thì nếu như mà các bạn thấy nó có, có conflict à, thì các bạn sẽ phải nhấn vào cái nút resolve ở chỗ này để các bạn chỉnh sửa cái conflict đó. Rồi các bạn mới nhấn save thì cái pull request nó mới nó mới đẩy lên trên cái trang cái trang TITV. Thế thì bây giờ mình qua cái tài khoản là cái tài khoản admin đi, cái cái tài khoản gốc của mình đi. Thì để mình xem ở đây mình đang ở đứng, đứng ở thằng nào. Đây, mình sẽ đi sang các bạn à, à TITV nhé thì giờ mình sẽ refresh chỗ này thì giả sử như mình mình là cái người admin của công ty đi thì các bạn sẽ thấy ở đây là mình sẽ nhìn thấy là có một cái pull request mới và đây là cái anh Lê Nhật Tùng ảnh có copy cái dự án của mình về rồi ảnh có là chỉnh sửa ảnh có thay đổi ảnh có đóng góp mới thì mình có thể click chuột vào trong này để mà mình xem coi ảnh làm cái gì à ảnh có add một cái file hello trong TST nè rồi ảnh có mở cái remote này rồi ảnh có đóng góp những cái file mới ở đây nè các bạn hiểu kịp không? Thì lúc đó các bạn có thể click vào bên trong những cái thằng này để các bạn kiểm tra những cái sự thay đổi của các bạn. À, ví dụ như à, click vào đây thì các bạn sẽ xem coi cái cái thằng này là nó sẽ làm cái hành động gì, nó thêm xóa chỉnh sửa cái code nào. Và giả sẽ click vào đây để các bạn xem coi là cái anh này anh thêm cái file gì và cái file này nó có nội dung như thế nào. Nếu như mà các bạn accept, á, giả sử các bạn là người admin đúng không? Thì các bạn đồng ý với cái pull request này. Các bạn đồng ý với cái pull request này thì các bạn sẽ có thể click vào cái nút là merge tức là ở trên GitHub chúng ta chúng ta có thể đồng ý thì các bạn sẽ có thể nhấn vào cái nút merge pull request ở đây và các bạn nhấn là confirm à giờ tôi là admin tôi đồng ý với cái với cái code của bạn thì gì, gì đó thì các bạn nhấn confirm ở đây thì lúc này á các bạn sẽ thấy rằng là à, các bạn sẽ thấy rằng là trên cái code của chúng ta nó sẽ có cái file đóng góp mới, tức là cái file mà của cái anh Tùng ảnh anh Lê Nhật Tùng ảnh làm việc hồi nãy giờ đó rồi ảnh đóng góp cho cái dự án gốc ban đầu. Thì nếu như các bạn nhấn vào pull request và các bạn merge nó thì các bạn sẽ thấy cái file đó nó sẽ xuất hiện ở đây. à các bạn có hiểu kịp không ạ? Thì đó là cái cách mà chúng ta làm việc với pull request ở trên cái thằng GitHub. Còn nếu như những bạn nào mà code à, với à, cái dự án của công ty của các bạn á thì các bạn nên tìm hiểu thêm giúp mình cái đường link này mình có để cái đường link này ở đây và các bạn có thể gõ lại rồi các bạn tìm hiểu thêm hoặc là nếu được thì các bạn trao đổi với cái team leader để hỏi làm sao là bây giờ là chúng ta cái cách làm việc cái quy định làm việc của anh chị là như thế nào à, mỗi lần em tạo ra một cái pull request thì có cái uh, quy tắc quy định nào hay không thì chắc chắn là các bạn sẽ được hướng dẫn ở, ở bên trong cái team làm việc của bạn tại vì uh, thực tế cái central repo các bạn có thể sử dụng rất nhiều thằng khác nhau, các bạn có thể sử dụng là uh, github, các bạn có thể sử dụng bitbucket hay là các bạn sử dụng những cái server nội bộ trong công ty của bạn nữa, nhé yeah. Rồi, đó. thì đây là cách mà chúng ta làm việc với pull request ở trên github. thì các bạn có thể làm đi làm lại nhiều lần, các bạn có thể tạo nhiều cái tài khoản khác nhau, các bạn tự thí nghiệm luôn. giả sử như là từ cái a à, vọt cái tài liệu hoặc à, cái dự án của anh b rồi sau đó thay đổi chỉnh sửa rồi yêu cầu anh b chấp nhận những cái thay đổi chỉnh sửa của mình thì nó sẽ ra như thế nào thì các bạn cứ trải nghiệm nhiều vào một chút ha à, thì các bạn sẽ dần dần các bạn sẽ quen thôi trong cái video clip tiếp theo á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn có thể sử dụng được cái github desktop đó là một công cụ khá là hay và khá là đơn giản đặc biệt là dành cho những cái bạn nào mà mới học về github á các bạn chưa chưa có rành những câu lệnh thì các bạn có thể sử dụng công cụ đấy Thôi thì cái phần đấy thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau nha. Ok, chào các bạn nha.